Xin mến chào tất cả các bạn và chào đón các bạn trở lại với loạt bài văn phạm tiếng Anh. Hôm nay chúng ta sẽ làm loạt bài Exercises 2, loạt bài thực tập 2. Để hỗ trợ cho việc học lý thuyết của các bài văn phạm 4A, 4B, 4C về thì hiện tại đơn và loạt bài 5A, 5B về thì hiện tại tiếp diễn. Mục tiêu của chúng ta là nắm vững sự khác biệt giữa hai thì này một cách cụ thể và cũng như là hiểu rõ hơn về việc về những khác biệt căn bản của những thì gọi là simple và những thì gọi là continuous như chúng ta đã phân tích rất là nhiều ở trong các bài lý thuyết các bạn nhé. Bây giờ xin mời các bạn bước vào thực tập. Trước khi các bạn làm những bài tập cụ thể thì ở đây mình xin để lại trên màn hình cái bảng so sánh giữa hai thì này để bạn nào muốn ôn lại một chút thì các bạn có thể dừng màn hình lúc này và các bạn đọc lại phần lý thuyết này cùng với những ví dụ cụ thể ở đây để các bạn hiểu rõ trước khi các bạn làm bài tập. Rồi sau đó các bạn bấm tiếp để chúng ta đi vào phần bài tập. Chúng ta bắt đầu đi vào làm bài tập. Thưa các bạn, dạng bài tập thứ nhất, exercise 1. Conjugate the verb in parentheses. Hãy chia động từ ở trong ngoặc đơn. Bây giờ các bạn có 1 phút để các bạn làm 3 câu này. Các bạn chỉ cần nhìn, tìm những cái dấu hiệu gợi ý về thì và các bạn chia động từ ở trong ngoặc cho phù hợp với thì và chủ ngữ về ngôi và số. Bây giờ xin mời các bạn bắt đầu. 1 phút. Giây. Đã hết 1 phút, hy vọng các bạn đã làm xong. Những bạn nào cần thêm thời gian có thể dừng màn hình lại để làm cho xong trước khi xem tiếp để xem đáp án. Bây giờ chúng ta sẽ sửa với nhau. Câu thứ nhất, Susan often go to work at 8:30 a.m. Ý nói rằng cô Susan thường đi làm vào lúc 8:30 sáng. Vậy đây các bạn thấy ngay chữ often là một gợi ý này. Thứ hai là lúc 8:30 sáng. Chữ often là thường thường, thường xuyên đi làm vào lúc 8:30 sáng. Bạn thấy nó đang nói về thói quen, một cái việc làm đều đặn của cô Susan. Vậy thì ở đây chúng ta sử dụng thì hiện tại đơn. Thì hiện tại đơn thì thêm S hoặc ES vào trong động từ cho hợp với ngôi và số của chủ ngữ. Chủ ngữ đây là số ít, một người thôi. Và cô Susan không phải là tôi, ngôi thứ nhất, không phải là bạn, ngôi thứ hai, cho nên là ngôi thứ ba. Vậy là ngôi thứ ba số ít. Vậy thì
Go sẽ thêm es vào đây. Vậy câu trả lời là Susan often goes to work at 8:30 a.m. Câu thứ hai. My cousin visits the director for a few days. Các bạn thấy ngay for a few days, trong một vài ngày. À, nhiều khi chúng ta chưa biết đằng trước là cái gì, nhưng chúng ta nhìn thấy ngay cái dấu chỉ thời gian này thì mình hiểu đây là thì hiện tại tiếp diễn, một khoảng thời gian tạm thời thôi. My cousin visited the director for a few days. Ý nói chung của câu này là người họ hàng của tôi, anh em hoặc chị em họ hàng của tôi đó. Vì là thì hiện tại tiếp diễn cho nên dùng ở đây là đang thăm giám đốc trong một vài ngày. Vậy thì chúng ta câu trả lời cuối cùng là My cousin is visiting the director for a few days. My cousin is visiting the director for a few days. Câu thứ ba. Các bạn thấy đầu tiên là nghĩa của câu này nó có thể gợi ý cho mình một điều gì đó. His dog always barks at night. Có ý nói rằng con chó của anh ta lúc nào hoặc là luôn luôn cũng sủa vào ban đêm. Bạn đọc câu này thì bạn thấy có một thái độ khó chịu ở trong đó, phải không ạ? Chữ always này nó kèm theo một cái câu có vẻ là tiêu cực. Chó sủa ban đêm lúc người ta đang ngủ thì bực mình lắm, phải không ạ? Cho nên đây muốn nhấn mạnh cái thái độ tiêu cực khó chịu ở đây thì người ta dùng thì hiện tại tiếp diễn, dùng cái dạng tiếp diễn mà chúng ta đang dùng ở hiện tại, cho nên là hiện tại tiếp diễn. Cho nên chúng ta biết câu trả lời. His dog is always barking at night. Chúng ta đi sang ba câu tiếp theo cũng chia thì như vậy. Bây giờ các bạn có một phút để bắt đầu. Xin mời các bạn. Rồi, hết giờ. Các bạn nào cần thêm thời gian có thể dừng màn hình lại tại đây để làm cho xong. Bây giờ chúng ta sẽ cùng sửa với nhau. Câu thứ tư. Nam always finish his work before dinner. Có ý nói rằng Nam luôn luôn hoàn thành công việc của anh ấy trước bữa tối. Bạn thấy câu thứ ba vừa rồi chúng ta phân tích với nhau, nó có chữ always, nhưng mà cái chi tiết ở trong câu đó là cái chi tiết khó chịu. Nhưng cái câu 4 này thì xem ra chữ always này nó mang nghĩa tích cực, luôn luôn hoàn thành công việc của mình trước bữa ăn. Vậy đây giống như một lời khen, một lời kể bình thường, chứ không phải là một sự khó chịu. Cho nên ở đây ta dùng thì hiện tại đơn. Động từ finish chia với chủ ngữ là nam. Nam là tên riêng, không phải là tôi, không phải là bạn, cho nên là ngôi thứ ba. Ngôi thứ ba số ít, cho nên động từ finish sẽ thêm s hoặc là es vào đây. Nếu thêm s vào đây thì cái chữ sh nặng này và chữ s của chữ s thêm vào nó quá gần nhau,
nó không có dễ phân biệt, cho nên phải thêm ES vào thì việc đọc nó hoàn toàn dễ dàng và nó rõ ràng. Vậy câu trả lời cuối cùng là Nam always finishes his work before dinner. Nam luôn làm xong công việc của anh ấy trước khi ăn tối, trước bữa tối. Câu thứ 5. Your husband talked to his boss at the moment. Đây là câu hỏi. Các bạn thấy ngay cái cụm từ at the moment, lúc này, thì bạn hiểu đây là điều đang diễn ra ở thời điểm đang nói, cho nên dĩ nhiên sẽ dùng thì hiện tại tiếp diễn. Mà đây là câu hỏi, cho nên chúng ta biết cái chữ be mượn vào nó phải đứng ở trước chủ ngữ là your husband ở đây. Your husband là ngôi thứ ba số ít, chồng của bạn. Chồng của bạn đang nói chuyện với sếp, ông chủ của anh ấy lúc này, phải không? Vậy thì your husband là ngôi thứ ba số ít, cho nên dạng be sẽ là is và talk thêm in vào talking. Vậy là mình có cấu trúc is your husband talking to his boss at the moment? Câu hỏi. Câu số 6. It rarely snow in the summer. Có ý nói rằng ít khi nào mà tuyết rơi vào mùa hè. Bạn thấy ngay ở đây chữ in the summer và chữ rarely là một câu ngắn như vậy mà có hai cái gợi ý về thì hiện tại đơn. Cho nên mình sẽ dùng hiện tại đơn ở đây. Hiện tại đơn, snow, động từ snow là tuyết rơi. Hợp với it là ngôi thứ ba số ít. Vậy thì thêm chữ s vào động từ thường ở đây là snow. It rarely snows in the summer. Rất đơn giản. Chúng ta qua ba câu tiếp theo và cũng như thế các bạn có một phút để làm bài này. Xin mời các bạn. Hết giờ. Bây giờ chúng ta cùng sửa với nhau. Bạn nào muốn dừng lại để hoàn thành bài của mình thì các bạn có thể dừng màn hình lại bây giờ. Câu số 7. This week we make a trip to New York. Tuần này chúng tôi làm một chuyến đi tới New York. Các bạn thấy từ gợi ý về thời gian ở đây là this week. Chúng ta thấy đây dường như là một dự định cho tương lai. Các bạn thấy không? Một tương lai gần. Tuần này, chúng tôi tính là sẽ đi New York. Đó. Vậy thì chúng ta biết đây là một chức năng của thì hiện tại tiếp diễn. Vậy thì động từ thêm in vào, bỏ chữ e đi, thêm in vào making, mượn chữ be vào đây và chữ be sẽ chia với lại chủ ngữ là we. Vậy thì be sẽ là are. Vậy là this week we are making
A trip to New York. Câu trả lời cuối cùng. Câu thứ 8. The phone always ring when I take a nap. Điện thoại lúc nào cũng reo khi tôi ngủ ngày đó. Ngủ trưa đó các bạn. Khi mà take a nap tức là ngủ trưa, ngủ một chút xíu thôi, chứ không phải là ngủ như là buổi tối ngủ nhiều. Ngủ trưa. Vậy các bạn đọc thử nghĩa câu này, các bạn thấy nên dùng thì nào? Ở đây chúng ta có hai động từ. Vậy nên dùng thì nào cho động từ nào thì thích hợp nhất? Bây giờ bạn đặt mình vào trong khung cảnh của chính bạn. Bạn đang ngủ trưa phải không ạ? Thì phone nó reo. Vậy thì bạn thấy cái việc mà đang nó xảy ra ở vế thứ hai, khi tôi đang ngủ trưa thì phone nó reo. Vậy cái việc phone nó reo đó nó xảy ra một trong một tích tắc. Còn cái việc kéo dài á, là cái việc tôi đang ngủ trưa. Tôi đang ngủ như vậy thì đùng một cái nó reo. Đó. Vậy là mình có thể hình dung ra được cái hành động kéo dài là taking a nap, đang ngủ trưa. Còn hành động ngắn là cái bình thường, là cái đơn giản, ring. Vậy câu trước này, vế trước này chúng ta sẽ dùng thì hiện tại đơn. Còn vế thứ hai vì nó có sự kéo dài cho nên chúng ta sẽ dùng thì hiện tại tiếp diễn. Và câu trả lời cuối cùng là The phone always rings when I am taking a nap. À. Câu thứ 9. Water not boil at 80 degrees Celsius. Đây là một câu hỏi. Nước không sôi ở 80 độ C phải không? Đây là một câu hỏi. Vậy thì chúng ta biết đây là một hiện tượng tự nhiên ở trong vũ trụ, là một cái định luật vũ trụ. Cho nên mình dùng thì đơn giản thôi, giống như chúng ta đã nói với nhau trong bài 4C các bạn nhé. Vậy thì ở đây câu hỏi động từ boil là động từ thường không thể nào đưa lên trước được, cho nên cần phải mượn trợ động từ, cái chữ trợ giúp động từ là do hoặc does. Dĩ nhiên nước là ngôi thứ ba số ít cho nên sẽ mượn chữ does vào đây. Vậy thì chúng ta mượn does vào đây, đưa lên đằng trước boy để nguyên, thế là xong. Đưa does lên đằng trước thì sẽ có câu hỏi. Vậy chúng ta câu trả lời cuối cùng là Does water not boil at 80 degrees Celsius? Nước không sôi ở 80 độ C phải không? Chúng ta không dịch chữ does. Nó thêm vào cho có chức năng chia thì thôi. Như chúng ta đã nói rất kỹ với nhau. Bây giờ xin mời các bạn đi qua bài tập dạng thứ hai. Choose the correct answer. Hãy chọn câu trả lời chính xác. Các bạn có 15 giây để làm hai câu này. Xin mời các bạn chọn câu trả lời đúng. Rồi, bạn nào cần thêm thời gian thì có thể dừng màn hình lại để làm cho xong, cho kỹ ha. Chúng ta cùng nhau sửa hai câu này. John thích discussing politics. Joan thích bàn luận về chính trị, politics.
Vậy chúng ta thấy đây là một câu nói kể chuyện bình thường thôi, không cần nhấn mạnh gì cả, phải không ạ? Cho nên chúng ta chọn câu be, động từ like thêm s vào để chia với lại chủ ngữ là John, ngôi thứ ba số ít. Câu số 2. The elephant at me without blinking. Con voi nhìn tôi, look at là nhìn vào, nhìn tôi mà không chớp mắt. Vậy các bạn đọc câu này thì các bạn thấy cái điều này nó diễn ra, đang diễn ra tạm thời hay là nó diễn ra một cách ổn định? Con voi nó chỉ có thể nhìn vào mình một lúc thôi mà không chớp mắt, chứ không thể nào nó ngày nào hoặc là nó mãi mãi nhìn không chớp mắt, phải không ạ? Cho nên ý tác giả đang muốn nhấn mạnh lúc này này, nó đang nhìn tôi đó, không chớp mắt. Vậy thì đây là thể nhấn mạnh. Cái ý của câu này nó cũng có thể gợi ý cho mình là một chuyện bất thường đang xảy ra. Và người kể chuyện muốn cho lỗ tai của người nghe thấy được sự nhấn mạnh đó, cho nên phải dùng thì continuous tiếp diễn. Vậy câu trả lời sẽ là A. The elephant is looking at me without blinking. Hai câu tiếp theo, xin mời các bạn. Rồi, hết 15 giây. Bây giờ mời các bạn cùng sửa với nhau. Bạn nào thấy chưa xong, có thể dừng màn hình lại. Câu số 3. Look, it rain cats and dogs. Hãy nhìn kìa. Nó tức là thời tiết đấy các bạn. Thời tiết hoặc là trời. Trời theo nghĩa là thời tiết đó. Mưa, chó và mèo. Các bạn nghe nó cũng hơi buồn cười phải không ạ? Thành ngữ rain cats and dogs, mưa chó và mèo, có ý nói rằng đang mưa rất là loạn xạ, đang mưa ầm ầm ngoài kia kìa, mưa to. Các bạn hình dung ra chó và mèo khi nó đuổi nhau đó, thì nó cũng tạo ra một cái cảnh có lẽ là cũng loạn xạ. Ai thích chó mèo thấy nó vui, nhưng mà ai không thích chó mèo thấy nó lộn xộn quá, ầm ĩ ồn ào. Vậy thì câu này mình thấy đầu tiên là chữ look, hãy nhìn kìa. Vậy là người nói đang muốn nhấn mạnh đến hành động rằng trời đang mưa đó, đang mưa lớn lắm đó. Các bạn thấy vậy thì mình cần phải chọn cái dạng nhấn mạnh là dạng continuous tiếp diễn. Vậy câu trả lời của số 3 là câu B. Look, it is raining cats and dogs. Câu thứ tư. Be quiet. I listen to the music. Hãy yên lặng, hãy im đi. Tôi nghe nhạc. Vậy bạn biết ngay, cũng giống như câu ở trên này, người ta muốn nhấn mạnh. Câu dưới này nói là hãy im đi, hãy yên lặng. Tôi đang nghe nhạc. Một cái phản ứng khó chịu. I am listening to the music. Đó, bạn thấy sự nhấn mạnh nó khác với lại việc kể chung chung, kể thường thường. Và những từ này là những cái gợi ý cho mình biết rằng cái thái độ, cái phản ứng của người nói nó hướng về sự nhấn mạnh. Vậy thì câu trả lời là B. Bây giờ qua câu 5, 6, các bạn cũng có 15 giây để các bạn hoàn thành hai câu này. Xin mời các bạn.
Rồi, bạn nào cần thêm thời gian thì dừng màn hình lại. Bây giờ chúng ta cùng sửa với nhau hao câu này. Câu thứ 5. My parents pray with him on this Wednesday. Có ý nói rằng cha mẹ của tôi, cha mẹ là hai người ở đây có chữ S các bạn nhé, à, là hai cha mẹ của tôi luôn đấy. Cha mẹ của tôi cầu nguyện với anh ta vào thứ tư này. Bạn thấy thứ tư này dường như là một dự định của tương lai, một dự tính cho tương lai. Vậy thì bạn thấy đây là từ gợi ý cho việc mình sử dụng một cái thể nhấn mạnh là thể continuous tiếp diễn. Vậy chúng ta biết mình chọn câu có thể tiếp diễn are praying. My parents are praying with him on this Wednesday. Một dự định tương lai. Câu số 6. My parents pray with him on Wednesdays. Câu này nội dung y chang như câu trước, chỉ khác một chỗ là ở trên này thì vào thứ tư này, còn ở dưới này là vào các ngày thứ tư. Vậy thì đây là một gợi ý cho việc sử dụng thì hiện tại đơn, nói về một thói quen cứ đến ngày thứ tư thì cha mẹ của tôi lại cầu nguyện chung với anh ấy. Vậy thì mình chọn thì hiện tại đơn. My parents pray with him on Wednesdays. Câu trả lời A. Bây giờ 15 giây tiếp theo cho các bạn để làm câu 7 và 8. Xin mời các bạn. Hết 15 giây. Bạn nào muốn có thể dừng lại để làm cho xong. Bây giờ chúng ta cùng nhau sửa. Câu số 7. My sisters. Các chị của Mai. Các chị em của Mai. Hoặc là các em của Mai nếu những người chị em này là nhỏ hơn Mai. Các chị em của Mai đi shopping, đi mua sắm tối nay. Các bạn thấy chữ tối nay đó, nó mang vẻ của một dự định, họ đã có kế hoạch để đi mua sắm tối nay. Vậy thì mình biết rằng chúng ta cần phải sử dụng thì tiếp diễn. Vậy ở đây câu B là câu chính xác. My sisters are going shopping tonight. Câu thứ 8. The Johnsons love traveling to Vietnam hoặc là are loving traveling to Vietnam. Các bạn thấy đầu tiên chủ ngữ ở đây tên riêng thêm chữ S vào và thêm chữ the mạo từ ở đằng trước. Ý nói rằng gia đình của Johnson, gia đình họ Johnson. Gia đình họ Johnson yêu việc du lịch tới Việt Nam. Họ thích đi du lịch ở Việt Nam rất là nhiều. À, vậy thì chúng ta biết đây là một điều kể chuyện thôi. Họ thích đến du lịch ở Việt Nam chứ không cần gì phải nhấn mạnh ở đây cả. À, cho nên ta dùng thì hiện tại đơn là hợp lý. The Johnsons love traveling to Vietnam. Bây giờ đến dạng bài tập thứ ba, các bạn hãy sửa các lỗi ở trong cái đoạn này. Correct mistakes in these sentences. Bây giờ các bạn có 1 phút để tìm các lỗi ở trong đoạn này và sửa lại cho đúng. Xin mời các bạn.
Vâng, đã hết 1 phút. Bây giờ ai chưa xong có thể dừng màn hình lại để làm cho xong trước khi bấm tiếp để xem đáp án. Bây giờ chúng ta sẽ cùng sửa với nhau. Điều đầu tiên chúng ta thấy ở đây, Jenny is speaking French and Japanese very well. Jenny đang nói tiếng Pháp và tiếng Nhật rất là tốt. Bạn thử xem câu này xem có nên dùng thì nhấn mạnh ở đây hay không, hay là chỉ là một dạng văn kể chuyện là đủ rồi. Jenny nói tiếng Pháp và tiếng Nhật là tốt lắm, thế thôi. Thì xem ra nó hợp lý hơn, cho nên thì ở đây cần dùng là thì đơn, không có cần phải nhấn mạnh gì cả. Câu tiếp theo trong đoạn này, She is always being an excellent teacher. Ở đây cũng có vấn đề về thì, là bởi vì khi kể về nghề nghiệp của một ai đó thì ta chỉ cần dùng thì đơn là được, giống như bài 4C chúng ta đã phân tích với nhau. Khi nói về tình huống nghề nghiệp là tình huống được xem là ổn định, là permanent situation. Cho nên chúng ta chỉ cần dùng dạng đơn giản của be ở đây được rồi, không có cần phải be in. Cô ấy là một giáo viên xuất sắc, nhưng cô ấy không dạy lúc này. Bạn thấy ngay chữ at the moment là từ để gợi ý cho mình sử dụng thì tiếp diễn. Vậy thì cái vế này nè, có cái chữ gợi ý ở đây thì mình cần phải dùng thì hiện tại tiếp diễn, vậy là isn't teaching, phải thêm in vào đây các bạn ha. Isn't teaching chỗ này thiếu chữ in rồi. Nhưng lúc này cô ấy không đang dạy, bởi vì because she takes a vacation abroad, bởi vì cô ấy đang lấy một kỳ nghỉ ở nước ngoài, tức là cô ấy đang đi nghỉ ở nước ngoài. Vậy thì chúng ta thấy lý do mà cô ấy đang không dạy lúc này là bởi vì cô ấy đang đi nghỉ ở nước ngoài. Chúng ta dịch nghĩa ra thì thấy nó như vậy mới hợp lý, nó sẽ tương đồng với nhau. Chỗ này đang diễn tiến thì cái lý do của diễn tiến nó cũng đi kèm với nhau, song song. Đang đi nghỉ hè cho nên cô ấy đang không có dạy. Đó. Vậy thì chúng ta sửa lại thì ở đây là Jenny speaks French and Japanese very well. She is always an excellent teacher, but she isn't teaching at the moment because she is taking a vacation abroad. Và đây là câu trả lời. Các bạn nhìn cho kỹ ha. Chúng ta đi qua bài sửa tiếp theo. Các bạn có 1 phút để cũng tìm ra những lỗi ở trong câu này về văn phạm và các bạn sửa lại cho đúng. 1 phút bắt đầu. Ba mươi giây. Hết 1 phút. Vâng, bạn nào cần thêm thì xin dừng màn hình lại lúc này.
trước khi xem phần sửa các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sửa với nhau. Thomas worked in a unisex hairdresser's in town. Thomas làm việc ở trong một tiệm tóc cho cả nam và nữ, unisex là cho cả hai giới luôn, ở trong thị trấn, ở trong thành phố. He liked to meet his customers. Anh ta thích gặp gỡ các khách hàng của anh ấy. Currently, lúc này, he washes somebody's hair. Anh ấy đang rửa tóc của ai đó, tức là đang gội đầu cho ai đó. They talk about the food they like. Họ nói chuyện về thức ăn mà họ thích. Về món ăn mà họ thích. Rồi, chúng ta cùng xem vấn đề ở đây là gì. Đầu tiên, các bạn thấy Thomas là ngôi thứ ba, số ít, chủ ngữ. Vậy thì động từ cần phải thêm chữ S ở đây cho nó hợp. Và thì mà chúng ta dùng ở đây cũng là thì đơn giản, simple thôi. Không cần phải thì nhấn mạnh là continuous. Bởi vì đang nói về tình trạng làm việc ở chung chung là trong cái tiệm hết, trong cái tiệm tóc, chứ không có một cái dấu hiệu thời gian nào để nói rằng đây là một chuyện tạm thời các bạn nhé. Đây là công việc ổn định của anh ta. Thomas works in a unisex hairdresser's in town. Câu tiếp theo, he liked to meet his customers. Bạn thấy ngay he là ngôi thứ ba số ít. Vậy like động từ phải thêm s vào đây. Câu này cũng không có một cái dấu hiệu gì cần phải nhấn mạnh cả. Chỉ là câu chuyện bình thường thôi. Kể cho nhau nghe về cuộc đời của anh ấy. Anh ta thích gặp gỡ khách hàng của mình. Thế thôi, một cái sở thích bình thường. Cho nên chữ like có vấn đề ở đây. Currently, chúng ta thấy chữ currently là chữ gợi ý cho mình sử dụng thì tiếp diễn. Vậy là những cái gì đi sau nó đây sẽ cần ở thì tiếp diễn. Lúc này, currently, anh ấy đang gội đầu cho ai đó. Mà thấy không? Một hành động đang diễn ra lúc nói. Vậy thì đây chúng ta cần phải đổi thì lại. Không phải là washes mà phải là is washing somebody's hair. Câu cuối cùng, họ nói với nhau về thức ăn mà họ thích. Bạn thấy trong cái ngữ cảnh của câu này đó, thì anh ta đang gội đầu cho ai đó. Họ tức là anh ta và cái người đó đó. Vậy là vừa gội đầu vừa nói chuyện về thức ăn mà họ thích. Thức ăn họ thích thì đây là một cái chuyện bình thường thôi. Nó chỉ là chuyện đơn giản, kể chuyện chung chung thôi chứ không nhấn mạnh gì cả. Nhưng còn cái vế này nè, họ đang nói chuyện. Họ đang nói chuyện, nó phải đi đồng thời với đang gội đầu. Nhé. Anh ấy đang gội đầu cho người kia và hai người đó đang nói chuyện với nhau về thức ăn mà họ thích. Còn thức ăn họ thích thì đây là chuyện họ thích mỗi ngày, họ thích lâu dài, một tình trạng ổn định, một thói quen ổn định. Vậy thì chúng ta sửa lại thì ở đây cho hợp. Vậy câu trả lời cuối cùng là Thomas works in a unisex hairdresser's in town. He likes to meet his customers. Currently, he is washing somebody's hair. They are talking about the food they like. Rất đơn giản các bạn ha. Thưa các bạn, chúng ta mới cùng nhau làm một vài bài tập và phân tích với nhau kỹ càng. Bây giờ là đến phần chúng ta luyện khả năng tăng tốc của mình. Hiểu rõ, hiểu đúng, hiểu chuẩn, nhưng cần phải phản ứng kịp, nhanh nữa. Cho nên đây là phần các bạn dùng để tăng tốc độ của mình lên những bài chúng ta mới làm với nhau. Các bạn đã biết đáp
án rồi, các bạn biết lý do tại sao lại chọn những câu chọn như vậy rồi. Thì bây giờ đó, các bạn nhớ ở trong đầu mình, bây giờ các bạn phản xạ ra lại các bạn nhé. Chúng ta sẽ giảm thời gian của mỗi bài xuống còn 1 phần 3 hoặc 1 phần 4 thời gian thôi. Vậy bây giờ xin mời các bạn bước vào phần luyện tăng tốc. Các bạn có 15 giây để hoàn thành việc chia động từ tùy theo thì thích hợp mà các bạn chọn ở trong những câu này. Vâng, 15 giây bắt đầu. Đã hết giờ. Và đây là câu trả lời. Tiếp theo, câu 4, 5, 6, các bạn cũng có 15 giây. Xin mời. Vâng, và đây là câu trả lời. Mười lăm giây tiếp theo cho ba câu tiếp theo. Và đây là phần trả lời. Sang bài tập dạng số 2. Các bạn có 10 giây để hoàn thành việc chọn câu trả lời đúng cho hai câu này. Xin mời. Và đây là phần đáp án. Hai câu tiếp theo và 10 giây bắt đầu. Và đây là đáp án. Câu 5 và 6, 10 giây bắt đầu. Và đây là đáp án. Mười giây bắt đầu cho câu 7 và 8. Và đây là câu trả lời. Bây giờ sang dạng bài tập thứ 3. Đoạn này các bạn có 15 giây để sửa lại những chỗ đã được gạch dưới cho các bạn ở đây. Đây là những chỗ sai. Rồi xin mời các bạn bắt đầu. Và đây là đáp án.
Đoạn thứ hai, các bạn cũng nhìn vào những chỗ đã được đánh dấu cho các bạn ở đây và các bạn sửa lại cho đúng. 15 giây bắt đầu. Rồi, thưa các bạn, đáp án đây. Vâng, thưa các bạn, hy vọng những bài tập vừa qua và phần tăng tốc giúp các bạn phần nào đó thăng tiến được khả năng tiếng Anh của mình. Và rất hy vọng các bạn đã nắm được sự khác biệt rõ ràng giữa hai thì là thì present simple và present continuous. Các bạn tiếp tục tìm những tài liệu đã có ở trên mạng chẳng hạn, hoặc là các giáo trình tiếng Anh, các bạn tiếp tục làm bài thật nhiều các bạn nhé, thì các bạn sẽ có khả năng tăng tốc nhanh hơn nữa và thành công nhiều hơn nữa trong cuộc sống đời thường. Bài lần tới chúng ta sẽ đi sang thì thứ ba là thì present perfect. Bây giờ thì xin chào các bạn và chúc các bạn bình an, sức khỏe và muôn sự may lành. Xin chào các bạn.